Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ thử chạy xe ba bánh của anh Bảy thử có được không? Đây cũng là lần đầu tiên mình chạy xe ba bánh luôn á mọi người. Thử không biết có chạy được không nha. Mọi người xem có gì mọi người thông cảm cho mình nha. Bật lên là đèn anh Bảy. Cầu chạy nó cũng bỡ ngỡ lắm mọi người ơi. Mình ra như này. Đầu chơi mình kia xuống ghe luôn nha. Không lấy được gì các bạn. Không lấy được gì các bạn. Mà thấy nó khó quá chừng luôn mọi người ơi. Bảy chạy quen chứ em chạy này không gành này. Cái xe tải mình thấy nó bự thôi chứ mà dễ chạy hơn cái xe ba bánh ấy, mọi người. Xe tải dễ hơn chứ xe ba bánh khó chạy lắm á. Không có dễ đâu. Mình sẽ thử chạy đoạn này dễ dễ thôi nha. Chứ đoạn khó là mình không dám chạy rồi đó. Mình tưởng bốc chút xíu đó đủ rồi nhờ đâu chưa đủ mọi người ơi. Giờ mình sẽ ghe thêm xíu lại kia coi nó như thế nào nha. Có này nặng này không biết ghe có được không nữa nè. Đây lần đầu tiên mình chạy xe ba bánh này á. Sắp đầy rồi nha mọi người. Chỉ có chắc khoảng nhiêu đây thôi chứ chắc nhiều là lên dốc không nổi. Nhưng mà mình sẽ chạy một đoạn bằng này thôi chứ lên dốc là mình không dám chạy nha. Mình lần đầu tiên mình chạy cho nên mình thử nha. Khó chạy lắm, mình chỉ chạy tới đây thử thôi chứ còn chạy lên cái dốc cao đó mình chạy không lên không nổi đâu. Mình không dám chạy đâu, với lại là mình lần đầu tiên chạy nữa khó quá. Xe tải thì mình chạy gì chứ dễ hơn xe ba bánh. Vậy thôi, mình xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Simlock Phước nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.